Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kemo Tool. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ mang hai chiếc xe tay ga ra đây để mình làm cái clip nói về hệ thống phanh ABS và CBS trên hai chiếc xe đại diện ở đây, là một chiếc là Honda Vision và một chiếc là Honda SH. Nó sẽ có hai dạng phanh khác nhau. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ bộ xem là như thế nào là ABS và như thế nào là CBS. Chia sẻ với các bạn ở trước mặt các bạn đây, nó là một chiếc Honda SH. Thì chiếc Honda SH này có hệ thống phanh là ABS, và chiếc Honda Vision ở bên kia có hệ thống phanh là CBS. Đó, thì cái hệ thống phanh giữa ABS và CBS nó khác nhau cái gì? Về cái điểm đầu tiên chúng ta có thể dễ nhận biết nhất là ở trên cái phần đĩa. Điển hình như ở đây là mình có một cái đĩa trước của cái chiếc SH, nó sẽ có thêm một cái vòng tròn chạy bên trong cái phần đĩa bên ngoài. Nó là cái đĩa phanh của chúng ta, nó sẽ có cái vòng tròn mà có cái lỗ lỗ răng răng đó. Còn chiếc Honda Vision ở bên kia, nó là hệ thống phanh CBS thì nó sẽ không có cái vòng tròn đó. Đó là cái cách nhận diện bên ngoài dễ nhất đó. Và khi cái xe mà chúng ta nó sẽ có cái phần ABS này, thì bên cạnh đó là nó sẽ có những cái dây để nó có cái cảm biến để soi vào cái lỗ răng răng ở trên cái chiếc ABS này. Đó, đấy là cái phần cảm quan bên ngoài dễ nhận biết nhất. Và ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em là hệ thống phanh ABS và CBS như thế nào là ABS và như thế nào là CBS. Đó, thì có rất nhiều các anh em đang tranh luận nhau giữa cái vấn đề là đi chiếc xe mà có ABS hơn hoặc là đi cái chiếc xe mà có hệ thống phanh CBS nó sẽ hay hơn. Thì cái điều đó nó đúng hay sai, và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành để xem xét là cái hệ thống phanh ABS này nó sẽ hơn hệ thống phanh CBS ở cái điểm gì, và cái hệ thống phanh CBS này nó sẽ hơn cái hệ thống phanh ABS này ở cái mặt nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào khám phá trên hai chiếc xe, một bên là SH và một bên là Vision kia. Thì ở trên phiên bản xe SH này thì nó sẽ có hai phiên bản, nó sẽ có hệ thống phanh là ABS và CBS. Thì hiện tại ở đây là mình chỉ có chiếc SH là có hệ thống phanh là ABS thôi. Thì bên kia là mình sẽ lấy chiếc Honda Vision làm ví dụ. Thì ở đây nó chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta, đây là một bên là A, một bên là C. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái anh ABS này thì nó sẽ có cái gì, được cái gì và mất cái gì, và bên kia nó sẽ được cái gì và mất cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành xem chiếc Honda SH này nó có hệ thống phanh ABS thì nó sẽ hơn hệ thống phanh CBS ở điểm gì. Và trước mắt các bạn đây là chiếc Honda SH phiên bản có hệ thống phanh ABS. Thì bây giờ là mình sẽ quay cho anh em coi cái phần hệ thống phanh của bên dưới. Thì cái điểm dễ nhận biết nhất giữa phiên bản ABS và phiên bản CBS ở trên chiếc Honda SH này chính là hai cái phần dây ở đây. Chiếc Honda SH có phiên bản là ABS thì nó chỉ có một dây, và CBS thì nó sẽ có hai dây dầu dẫn xuống cái cùm dầu ở phía bên dưới này. Đó. Và cái phiên bản ABS này nó sẽ là phần cụm heo dầu có hai piston. Và phiên bản CBS thì nó sẽ có ba piston mà nó sẽ dài xuống đến phần dưới ở đây. Đó, vì cái cùm kia là ba piston nó sẽ dài như thế này, còn cùm này nó chỉ hai piston. Nó như cái cùm của những cái chiếc xe bình thường thôi. Đó. Và cái phần dễ nhận biết nhất giữa cái phiên bản là A và C, nó sẽ có cái phần có cái dây ở đây, là cái dây nó sẽ tính toán cái phân bổ lực phanh khi mà cái xe của bạn bóp phanh với cái lực phanh lớn quá có thể là gây lết bánh. Thì cái phần ABS này nó sẽ tính toán cái con cảm biến này, nó sẽ soi vào cái phần đĩa và có những cái lỗ lỗ ở trên cái phần cảm biến ở đây, nó sẽ tính toán cái lực phanh phù hợp để cho cái xe của các bạn nó không lết bánh trên đường, tránh hiện tượng là trơn trượt. Đó, thì cái hệ thống CBS này nó sẽ có cái nhiệm vụ là như thế. Nó chỉ hơn cái phiên bản mà không có ABS là khi chúng ta bóp phanh có thể là chúng ta bóp một cái lực phanh lớn quá nó dẫn đến là khóa bánh, thì cái xe của bạn có thể là dễ trơn trượt ở trên mặt đường, nó sẽ gây trượt bánh, có thể là đổ xe. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là cái cơ chế hoạt động của cái phiên bản là ABS và CBS nó sẽ khác nhau như thế nào. Vừa nãy thì mình đã chia sẻ với anh em về cái cách nhận biết
Khi mà nhìn từ ngoài vào thì chúng ta có thể là dựa trên cái vòng tròn ở cái phần đĩa trong lòng của cái đĩa, nó sẽ có phần lỗ đấy, nó sẽ là phiên bản ABS, và không có thì nó sẽ là CBS anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ đi sâu vào cái phần gọi là cao cấp hơn về cái xe này. Cái phiên bản ABS thì nó sẽ hơn CBS ở cái điểm gì? Thứ nhất, nếu như chúng ta đi ở cái quãng đường thẳng hoặc đường trơn trượt mà chúng ta bóp một cái lực phanh lớn quá có thể dẫn đến khóa bánh, thì cái phần ABS này nó sẽ có cái phần tổng trên, con trung gian là nó sẽ làm cái nhiệm vụ là phân tích xử lý khi mà cái con cảm biến ở đây nó soi vào cái bánh này là cái xe của bạn đang chạy mà có hiện tượng bị khóa bánh, thì nó sẽ mở van để hồi dầu về tổng trên để cái lực phanh của tay các bạn nó nén xuống cái phần cụm đĩa ở đây, nhờ con heo dầu kia nó được giảm áp xuống, nó sẽ không bị trơn trượt đó. Còn trên cái phiên bản là CBS là gì? Nó chỉ là đơn thuần như một cái phiên bản bình thường như cái chiếc xe Honda Vision kia. Nếu như chúng ta bóp một cái lực phanh mà lớn quá có thể là dẫn đến khóa bánh đó, thì chúng ta sẽ phải tự tính toán lực phanh trên tay của chúng ta khi chúng ta bóp phanh. Còn cái phiên bản cao cấp hơn này là phiên bản ABS này, chúng ta chỉ cần bóp phanh, và cái việc tính toán lực phanh này nó sẽ là do chính chiếc xe nó sẽ xử lý cho chúng ta, để chúng ta sẽ có một cái hành trình đi không bị trơn trượt, không bị té ngã. Đó, rất là đơn giản thế thôi. Và bây giờ là mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo là giữa ABS và CBS này nó có những cái gì khác nhau mà dẫn đến là nó sẽ đắt tiền hơn, và chúng ta sẽ yêu thích cái phiên bản ABS hơn hay CBS hơn. Và tiếp theo đi vào tiến hành cái phiên bản ABS và CBS là gì? Thì theo cái cảm nhận cá nhân của mình, nếu như các bạn nữ mà đi những chiếc xe mà có phiên bản ABS này thì mình thấy nó sẽ an toàn hơn. Nó sẽ phù hợp đối với các bạn nữ hoặc là những bạn mà chưa đi phanh đĩa bao giờ. Đó, ví dụ như các bạn từ xưa nay chỉ đi phanh cơ mà bây giờ nhảy lên phanh đĩa thì đi những cái phiên bản này cực kỳ an toàn. Nhưng những bạn mà thường xuyên chạy xe mà có phanh đĩa, đó, thì các bạn có thể là tự kiểm soát được cái lực tay phanh của mình nó tốt rồi thì lại không thích đi cái phiên bản này anh em nhé. Và cái phiên bản này nếu như trên chiếc SH này thì mình thích cái phiên bản CBS hơn, là cái lực phanh của nó khi các bạn phanh nó sẽ đứng xe lại nhanh hơn là cái phiên bản này. Bởi vì cái phiên bản này là nó sẽ là ABS hai kênh, và hai kênh này là hai kênh riêng biệt anh em nhé. Nó không ăn bổ trợ như những cái phiên bản là CBS kia. Đó, những cái chiếc SH mà không có phiên bản ABS này là nó sẽ các bạn bóp bánh sau, bóp phanh sau là nó sẽ ăn bổ trợ đằng trước, nên là cái việc phanh dừng lại ở cái quãng đường dừng lại nó rất là nhanh. Còn cái phiên bản này là phiên bản ABS thì phanh sau riêng và phanh trước riêng biệt, nó không có liên quan gì đến nhau. Đó. Và bây giờ là mình sẽ bóp phanh để cho anh em coi. Thì ở đây là mình đã kê cái bánh trước lên rồi. Cái bánh trước nó đã bổng lên khỏi mặt đất rồi. Và bây giờ là mình sẽ test luôn cho anh em coi. Bây giờ là mình đã bóp cái phanh sau và bây giờ là mình sẽ quay cái bánh trước này. Đó, thì anh em thấy là nó vẫn cứ quay bình thường. Ở trên cái phiên bản là CBS kia, khi chúng ta bóp phanh sau thì nó sẽ có một bi tông thứ ba ở đây, nó sẽ hỗ trợ lực phanh, bổ trợ cho cái lực phanh đằng trước này nhờ một cái dây tio thứ hai ở đây. Thì khi chúng ta bóp phanh như thế nó sẽ khóa cái bánh trước lại, nó sẽ bổ trợ cho cái lực phanh của chúng ta, nó sẽ giảm tốc độ nhanh hơn. Còn chiếc xe này là phiên bản ABS này là phanh sau, phanh trước, nó không như phiên bản kia. Và đây là trên chiếc Honda Vision là đại diện cho phiên bản là phanh CBS, thì mình bóp phanh ở bánh sau là nó sẽ ăn bổ trợ ra đằng trước. Đó, thì anh em thì thấy là mình quay bánh như này, mình chỉ cần bóp phanh sau là nó sẽ ăn bổ trợ cho đằng trước. Nó như thế này thì cái quãng đường mà nó giảm tốc độ xuống rất là nhanh. Các chị em thường là sẽ là bóp phanh sau nhiều hơn là bóp phanh trước, còn các anh em thì lại hay bóp phanh trước nhiều hơn là đằng sau. Với cái phiên bản này thì nếu như mà chúng ta có thể bóp phanh sau thì nó cũng sẽ ăn bổ trợ cho đằng trước, dừng tốc độ nó sẽ nhanh hơn là cái phiên bản ABS kia.
Vừa rồi thì mình đã chia sẻ giữa cái hệ thống phanh của hai cái loại xe ở đây, một bên là ABS, một bên là CBS đó. Thì anh em có thể là cảm thấy là cái hệ thống phanh nào nó phù hợp với mình thì anh em có thể là lựa chọn. Thì cái này là mình thấy có rất nhiều anh em gây tranh cãi ở đây. Một bên là ABS, một bên là CBS. Thì người nói là ABS đi an toàn hơn, thì mình công nhận là hệ thống phanh ABS thì nó sẽ an toàn hơn. Cái lực phanh của chúng ta là nó sẽ được chính chiếc xe nó tính toán, còn phía bên kia là lực phanh của tay chúng ta là chúng ta phải tự tính toán. Đôi khi có những lúc chúng ta đi mà chả may là mình đang đi thẳng như thế này, có một cái xe nó cắt ngang hoặc là trong ngõ nó phi ra, thì chúng ta sẽ hay giật mình mà phanh gấp đột ngột như thế, thì có thể là cái tỷ lệ là trượt bánh, bị khóa bánh nó rất là cao, dẫn đến là té ngã. Còn cái bên phiên bản mà có ABS này thì khi chúng ta giật mình phanh như thế thì chính cái chiếc xe nó sẽ lấy lại cái trọng tâm cũng như là lực thăng bằng cũng như là lực phanh cho chúng ta nhờ là có hệ thống phanh. Và cuối video thì tóm cái váy lại, giữa phiên bản là ABS và CBS nó là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta là người bỏ tiền ra để sắm chiếc xe này về thì chúng ta sẽ có quyền đòi hỏi. Và cái phiên bản là ABS và CBS theo như mình được biết ở trên chiếc xe SH này nó lệch nhau những 10 triệu cơ. Lệch nhau những 10 triệu là một con số khá là lớn. Đó cho nên là sẽ có rất nhiều anh em sẽ quan tâm là cái xe đó là có ABS hay là không có ABS. Tùy thuộc vào túi tiền, tùy thuộc vào cái quan niệm của mỗi người mà có thể là bỏ tiền ra để sắm cho mình một chiếc xe theo cái sở thích cũng như là ý muốn của mình. Đó, về quan điểm của mình thì mình sẽ chia ra như sau. Những anh em nào mà đi những chiếc xe mà có hệ thống phanh đĩa quen rồi thì anh em có thể là lựa chọn cái phiên bản mà có hệ thống phanh là CBS, nó sẽ rẻ đi được 10 triệu. Còn đối với các chị em phụ nữ chưa đi những cái phòng dòng phanh đĩa này hoặc là những cái chiếc xe mà cao như chiếc SH này thì anh em hoặc chị em đó nên lựa chọn cho mình cái phiên bản là ABS để nó tăng cái độ an toàn khi chúng ta phanh, kể cả là chúng ta có phanh chết, bóp một phát chết luôn đi chăng nữa thì cái xe nó tự động tính toán, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái quá trình gọi là trơn trượt của cái bánh dẫn đến là té ngã xe đó. Thì đây là cái video mình đã chia sẻ và giải thích qua về cái phần hệ thống trên cái chiếc xe Honda SH này rồi. Ở clip sau thì mình sẽ tháo cái phần nhựa này ra và mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần cơ cấu để hoạt động giữa cái hệ thống phanh là ABS và CBS này nó sẽ ra làm sao và như thế nào mà dẫn đến là cái xe mà có phiên bản là ABS nó sẽ cao tiền hơn là cái phiên bản là CBS. Đó, thì hẹn anh em ở video clip sau. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.